bố, điện thoại của mẹ, điện thoại của bác hàng xóm. Tớ đã cẩn thận cắt luôn dây mạng rồi, tháo luôn màn hình máy tính. Quả này chắc chắn sẽ không ai biết điểm của bọn mình, dù có kém cũng không sao. Ok, đi thôi. Đi. Hả? Các cậu ơi, hãy đăng ký kênh Lớp Học Sinh Huy ở dưới đây và xem hết video để biết kết quả bài kiểm tra của bọn tớ là mấy điểm nhá. Yes. Bây giờ cô sẽ trả bài thi. Cô chấm nhầm đấy. Lizzy 10 điểm nhá. Em cho bài bạn Lizzy, sao em cũng chỉ được 5 điểm mà. Thì chắc cô chấm nhầm đấy, cô xin lỗi nhá. Thế có bạn nào trên bài của Lizzy mà cũng bị 5 điểm nữa không? Leoleo.edu.vn, điền đầy đủ thông tin rồi ấn đặt mua là xong ngay. Một nữ học sinh tên Zomia đến từ lớp học CQ gây sốc với thành tích 13 tuổi mới có điểm 10 đầu tiên trong lịch sử đi học, được xác lập kỷ lục Guinness người được điểm 10 muộn nhất thế giới.
mình sẽ không lên lớp. Không lên lớp thì bố mẹ sẽ từ bỏ mình. Mình sẽ bị đuổi ra đường. Ra đường mình sẽ phải đi lang thang không nơi nương tựa. Hàng ngày sẽ đi nhặt ve chai, không được đi học nữa. Hàng ngày chỉ biết đi ngang qua trường nhìn các bạn đi học thật vui vẻ. Cuộc sống mình sẽ đi vào ngõ cụt. Xin lỗi bố mẹ vì đã sinh ra con. Cuộc sống mưu sinh chỉ là mang qua cơn đói từng ngày. Hỡi những bạn fan đang xem video, các bạn hãy ủng hộ ngay kênh Lớp Học CQ bằng cách subscribe kênh. Bởi vì Lý Trí cũng nghỉ học khi nhận bé trai rồi. Một đôi tất ấm áp và ba chiếc
ơi, hãy mau chóng bấm đăng ký kênh để channel Lớp Học CQ mau chóng đạt 100.000 sub nhé.